Nè, anh đang làm cái trò gì vậy hả? Nè, anh cậy mình là tiền bối thì muốn làm gì cũng được sao? Cậu đeo bám người khác như vậy là có ý gì hả? Ai đeo bám ai chứ? Ai là người tới tận công ty của tôi để gây sự hả? Cậu hãy xem cái này đi. Cái này là cái gì? Lén lút đeo bám chụp hình, đột nhập vào nhà của người khác, rồi còn gửi thư đe dọa. Là cậu làm có phải vậy không? Trời đất ơi, anh nói cái gì vậy? Những thứ này chỉ là tư liệu làm báo thôi mà. Tôi viết bài về diễn viên. Tôi đến đây không phải để nghe cậu giải thích đâu, mà để cho cậu biết tôi sẽ làm tất cả để xử lý cậu đó. Đến sở cảnh sát tố cáo, đưa tin đến toàn thể đại chúng, và sẽ bắt đầu từ việc gỡ bỏ tư cách làm phóng viên của cậu đó, Su Trang à. Trời, anh nói gì vậy tiền bối? Không phải tôi, tôi không phải là kẻ đeo bám cô Ha Chin. Nói ra những lời này thật xin lỗi, nhưng mà thật sự thì anh đâu cần phải làm tới mức này chứ. Hai người chỉ là hẹn hò giả thôi mà. Cậu là phóng viên mà không phân biệt được tin thật tin giả hay sao chứ? Vậy thì cậu đừng bao giờ làm nữa. Việc xử lý kẻ như cậu không khó khăn gì với tôi hết. Nè tiền bối à, đợi chút. Chắc điên quá. Tiền bối à, tôi chỉ nhận tiền từ kẻ đeo bám kia thôi mà. Để chụp ảnh của Ha Chin thật sự là vậy đó. Cậu đang nói gì vậy chứ? Tôi nói là tôi chỉ làm theo chỉ thị của tên đó thôi mà. Nè anh gói đi. Đây nè, đây là tin nhắn giữa tôi và tên đó. Dead Sugar đã trở về nhà lúc 5 giờ sau một lịch trình quay phim. Cái này á là tin nhắn bí mật không hiện danh tính. Tiền sẽ nhận trực tiếp, không thể xác nhận được danh tính. Cậu nghĩ là tôi sẽ tin mấy cái này hay sao? Đây là sự thật đó, tôi nói đều là sự thật hết à. Được rồi, tôi không thấy mặt của anh ta, nhưng mà có chụp lén được duy nhất một lần đó. Nè, tôi nhận được tin nhắn điểm hẹn, tôi không ra ngay mà lén trốn ở đó chờ. Anh ta lái một chiếc xe mô tô màu đen, nhưng mà tiếc là lúc đó biển số đã bị che lại mất rồi. Sao đột nhiên em lại đưa chị ra ngoài vậy? Dạo này chị ở nhà suốt còn gì, ra ngoài hít thở không khí một chút đi. Phải vậy chứ. Em đã tra thử rồi, phía trước có quán cà phê ngon lắm, nổi tiếng lắm luôn. Ăn xong không được bắt chị chạy đó. Hôm nay sẽ tha cho chị. Ra ngoài rồi nên chị hãy đeo khẩu trang lại nào. Chị muốn ăn hai miếng bánh. Em hai còn chị một thôi. Chị biết sẽ vậy mà. Cà phê đến rồi đây. Trời ơi, đẹp quá à, phải chụp lại thôi. Chị không được đăng lên mạng đâu đó. Ai, chị biết rồi mà. Xem nè, thấy sao? Đẹp quá đi mất. Giờ ăn được chưa vậy? Ăn thôi. Đứng không? Thích thật đó. Bao lâu rồi mới được thư thả như vậy? Chị mấy tên điên nào đó mà vất vả ghê luôn. Đúng đó, cũng không thể ở đây mãi được đâu, lo quá đi. Giám đốc nói là đang tìm công ty bảo vệ rồi, chúng ta cần chờ thêm chứ. Ừ. Chị ơi, em biết chủ căn nhà chúng ta đang ở là ai rồi. 1, 2, 3 là ai chứ? Người này chị cũng biết. Nè, kia là do Ha Chin phải không? Do Ha Chin. Công nhận là cô ấy đẹp thiệt á. Nè, cậu tạo dáng đi, mình chụp cho. 1, 2, 3. Ê, cho mình xem với. Được, đây nè. Được rồi, đăng lên SNS đi. Viết gì đây ta? Ai nói rằng ngoài đời không đẹp cái chứ? Dù ngoài đời thực thì Ha Chin của chúng ta vẫn vô cùng xinh đẹp. Ha Chin đời thực, cà phê nhân sinh, tiệm cà phê Ba Ba, do Ha Chin. Cô Ha Chin, bây giờ cô đang ở đâu vậy?
Anh ta lái một chiếc xe mô tô màu đen, nhưng mà rất tiếc là lúc đó biển số xe đã bị che lại rồi. Em đói quá đi. Biên tập viên, cô Hà Chiên, cô tỉnh táo lại đi, cô không sao chứ? Hà Kiêu mà, em có sao không? Em không sao hết. Làm sao đây? Bây giờ chúng ta nên nhanh chóng tới bệnh viện thôi. Cô đợi một lát, tôi lái xe đến ngay. Làm sao đây? Em đau lắm không? Nè, đau. Em không cần phải nhập viện đâu, chỉ là bị thương nhẹ ở vai mà thôi. Em phải ở đây thêm một ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe của mình chứ. Đợi tới lúc bác sĩ nói được ra viện rồi hẳn về nha. Chị có sao không vậy? Bất ngờ lắm có đúng không? Em đừng có lo gì hết, em mau khỏe lại đi. Chúng tôi được báo án nên đến đây. Cô là cô Do Ha Kiêu đúng không? Dạ. Chúng tôi sẽ hỏi cô mấy câu. Chúng tôi sẽ kiểm tra máy quay ở hiện trường rồi bắt đầu tiến hành điều tra ngay. Được, tất cả đều nhờ vào các anh hết. À được. Nhưng mà có điều này, anh có nghi ngờ ai là người gây ra chuyện này hay không? Không có, tôi không nghi ngờ ai hết. Được rồi, chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Dạ, dạ.